Thơm ơi, Cúc Pha, trời ơi, nhìn gì nhìn hoài này, nhìn gì trời. Thơm nhiêu tuổi rồi? Bà duyên bà hỏi xàm quá đi. Thơm hơn 3 tháng tuổi rồi. Ừ, Thơm nè. Ừ, Thơm làm xấu được chưa ta? Thơm chưa làm xấu được. Nhưng mà Thơm cứng rồi chị. Cứng nhắc ra Nè, nhảy nè, nè Thơm nhảy lâm bà đa nè. Chít bầm bầm. Cười kìa chị ba. đó. Này hư lắm nha, hư hư. Ăn chưa ta? Em ăn chưa? 4 tháng 5 tháng cho ăn. Cho ăn bột ngọt á. Đây bữa nay ngồi cứng nè, ngồi mình cứng luôn nè. Cứng, ngồi cứng rồi đó. Trời ơi, nước nước giải nước miếng từ lướt trời. Là tao biết phun mưa rồi cô Duyên ơi. Thôi con gần Tết rồi cô chú làm khổ lắm, con đừng phun mưa phun gió nữa nha. Phun mưa rồi cô Duyên ơi. Mấy bữa ngày á buồn lắm. Người ta nói bé Thơm nó tôi buồn luôn á. Thơm thơm bớt sốt rồi chị, bớt hơi đúng không? Đúng rồi. Mà nó còn nóng nóng. Cái khè 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 em thấy nó khè khè rồi. Bữa nay đeo chiếc lách của anh Nhí tặng nè, anh Nhí với anh hai tặng nè. Ôi chừng nào mới biết nói chuyện đây, năm sau cô Duyên năm nay xin tiền lì xì được rồi. Tính ra mà tính theo tuổi 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 mụ mình là 2 tuổi rồi. 2 tuổi rồi. Ừ, 2 tuổi rồi đó. Được 2 tuổi rồi đó nghe. Cậu bé 2 tuổi bán Thơm. Năm 2020 giờ năm 2021 rồi, được 2 tuổi rồi hai nè. năm rồi 2 năm rồi nè đó. Mối tình của Thơm mối tình của cha Hồn á. Tự Đứng nhiên Thơm cái với lòi Hồn ra vậy trời. Okay. Cưng quá. Cưng đó đó, biết bơi biết khửi luôn rồi đó, biết hết trơn luôn rồi đó đó đó, thấy chưa ơi. Không, nhưng mà nói chuyện á, gọi điện thoại thấy hình á. Coi biết ngừng ngừng hồi nãy nó nói chuyện với Ờ, cha cứ nó nói đó. chuyện luôn. Nói chuyện với cha nó nãy đó. Em ơi. Thế em nó ơi. cười đó, nó làm mình nên đâu có ai chọc nó đâu mà cười mà làm. Thì điện cho cô Duyên cũng điện đó, nó tự nó điện làm nó rồi. Thấy mặt mình là bắt đầu nó quen á. Quen à. Ê, mưa gió từ lưa hộp dưa hộp me hết rồi. Nhí ơi xuống con hư giọng em. Nhí. Nhảy nè. Nhảy nè. Chị ngồi cứng ghê luôn chị. Lật chưa ta? Chưa lật. Chưa hả? Chưa, nó tay giò rồi đó. Này năm sau là phá tan nát cái nhà luôn nè. Vừa đâu nha. Nhưng mà xuống không bao giờ thấy mặt quần nha. Thế đây có mặt tả rồi. Không mặc quần nha. Tạc của cha mua hết rồi. Này tạc của ngoại mua. Thơm Tết này đâu cần mua đồ Tết đâu. Đồ Tết quá trời. Cũng chặt hết rồi. Chắc do hồi đó mình nghĩ rộng á, mình không mặc á, bây giờ mình lấy xuống mới chặt chị rồi. Đem ra thì chặt hết rồi. Uổng vậy. Ờ. Giờ lấy cho mặc hết đi. Chặt hết luôn rồi. Thôi đâu Tết ở nhà cứ đâu. Mặc cái tẻ đi. Ừ. Chặt coi nè, áo này cũng muốn chặt cái này. Áo chặt áo cục rồi. Cục. Áo cục. Ngắn cũng. Không, cô bé không chặt hết rồi, cô chú ơi. Để đó, bà ngồi lo. Để đó bà ngoài lo. Để đó bà ngồi lo. Rồi. Bà ngồi ơi. Đồ bí Thơm chặt hết rồi. Ôi nằm xuống á, nói chuyện mà giống như khóc vậy á. Khóc khóc với nói chuyện. La luôn á. Cười khóc với lại nói như một thôi. Nà đi. Thôi cha nó đi thôi đi làm gì á. Ngó 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 mình nó nói chuyện với cha nó cười lắm luôn á. Nhìn giống ghê luôn á. Cha con nói chuyện với nhau luôn á. Nhí ơi, con với em ai đẹp trai hơn? Con đẹp trai hơn. Ừ, con tại sao con đẹp trai hơn con nói nghe coi. Đây bằng chứng đi, tại sao con đẹp trai hơn? Không có đồng tiền. Em có đồng tiền kìa. Nhưng mà không sao hơn con. Không sao hơn con hả? Giờ con đi đâu rồi đó? Đi đâu rồi đó? Kiếm đồ ăn nè, uống tà tửa. Đi kiếm đồ ăn. Ăn rồi, bánh xèo ăn chưa xong kìa. Cái gì vậy con? Sao nói gì anh Nhí sao? Thấy anh Nhí đi kiếm đồ ăn á. Anh Nhí sao? Anh Nhí hư. Con ta vậy, chửi con ta à? Giống như đúc. Cười không ra luôn. À chị, không bữa lỡ đâu chị. Nè. Ủa bữa nay sâu hơn ha. Bữa nay sâu hơn. Bữa nay chỗ chỗ mà lẽ cô Dương đại cũ nè, đâu có lẽ đâu nè. Ờ, lỡ chỗ mới. Đúng rồi. 2 giờ.
sâu hơn. Bữa nay ở đây, bữa hổm là có trên này thôi, bữa nay có dưới nữa nè. Đợt đây có khóc không? Nó khóc. Tại đợt này nó đẻ mạnh hơn lúc đợt trước á. Đợt trước là nó còn nhỏ, nó đẻ sơ, ổng đẻ sơ sơ thôi. Thì bây giờ mình làm mấy lần nữa chị? Là một lần nữa là được rồi đó. Là hai lần, ba lần á. Nhí nhí con lại cho cô Duyên coi thử con còn vết sẹo hồi nhỏ không? Kìa, qua đây con, qua đây ngồi qua đó, nó ngược ánh sáng. Đây nè, nhí cũng có nè. Nhí có ở dưới luôn á. Là nhí khó nuôi phải không? Nhí khó nuôi á. Nhí có ở dưới luôn. Có ở dưới luôn á. Bốn chỗ luôn á. Nhí. Ủa chị, cái phong tục này là người Khmer của mình là nhỏ đẻ ra là phải làm phải không? Đúng rồi, đừng cho nó đau bụng á. Đau bụng rồi cái mình sổ cái ở trong á cho nó ra hết á. Em thấy làm đau quá, tội quá. Đau lắm, trời ơi, la luôn á, trời. Đợt này mà mạnh hơn đợt trước, đợt trước nó không có khóc nha. Đợt này mà khóc bể nhà ta luôn á. Ủa cái miệng này mà khóc thôi, ai chịu nổi. Khóc bể nhà luôn. Đợt kia đi làm đó ha. Là cái đó là ổng đẻ nhẹ thôi. Đẻ nhẹ nhỏ. Ừ, đợt này nè, trời ơi, ổng đốt 3 lần luôn á. Mạnh ghê hồn, 3 lần luôn. Giờ đợt này em thấy cái vết nó bự quá nè. Bự, nó bự, nó muốn bằng cái ngón tay, lóng tay của em bé luôn nè. Rồi quá. Bự lắm luôn nè. Bự lắm luôn nè. Sao? Hai sao cái có? À, trời ơi. Lúc trước là có gì bây giờ ở đây nè ha. Bây giờ ở sau ở trên một chút nó cháy thịt luôn á. Ừ, cháy thịt luôn. Rồi quá. Thôi mẹ chơi gì kỳ quá. Mẹ lật tôi ra mẹ làm vậy à. Vậy đó. Một lần nữa là hết rồi. Một lần nữa là 12 tháng hết là sao? Đâu có tháng sau gì á, qua Tết đi. Vậy hả? Qua Tết đi lễ lần nữa. À, đi lễ, này gọi là đi lễ. Đi lễ. Bye bye nha. Bye bye cô chú nha. Hẹn gặp lại cô chú sau nha. Hôm nào đi lễ, bữa nào cô Duyên có dịp đi lễ chung như quay lén cho. Quay Tết lén nha. Qua Tết á. Cho cô chú xem nha, cái phong tục của người Khmer. Đó, nhảy á, nghe nhạc nhảy đó.